Xin chào toàn thể quý anh chị cùng toàn thể quý vị. Hôm nay bên salon em lại về thêm một chiếc Mazda CX-5. Một chiếc Mazda CX-5 rất đẹp, màu đỏ tươi. Đó, màu đỏ tươi luôn ạ. Màu hiếm luôn đấy. Chiếc xe này là phiên bản 2.0, sản xuất năm 2014, tình trạng xe đã đi được 8.5 vạn km. Màu đỏ tươi, nội thất đen. Xe rất là đẹp. Và hiện tại thì chiếc xe Mazda CX-5 này đang được bên em chào bán với mức giá chỉ có là 562 triệu thôi. Hơn 500 triệu đồng thì quý anh chị đã được sở hữu một mẫu xe gầm cao, chạy cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ 2.0 thì chiếc xe này nó chỉ tiêu hao nhiên liệu đâu đó khoảng tầm 8 lít xăng thôi, mà đã được đi một chiếc xe gầm cao rộng rãi, có thể đi được 5 người và cũng có thể ngồi được 6 người vừa. Và bây giờ em sẽ giới thiệu xem chiếc xe Mazda CX-5 này có gì. Đó, ở tay gương này thì có xi nhan báo rẽ này. Đó. Bộ mâm la răng hợp kim đúc 19 inch. Có đèn bi. Đó, đèn bi. Tích hợp cả cốt cả pha. À đây, pha đây. Pha là đèn halogen và đây là đèn cốt. Chiếc xe này là gốc Hưng Yên. Đó, gốc Hưng Yên. Chủ đi khá là giữ gìn, chăm sóc bảo dưỡng định kỳ và đã lên khá là nhiều đồ chơi. Chiếc xe này đã được chủ xe lên màn hình Android. Đây. Màn hình Android. Tích hợp luôn cổng cắm sim, cắm thẻ đầy đủ hết. Đây, tích hợp luôn tất cả các cổng cắm. Điều hòa tự động. Đây, quay rất kỹ, rất nét. Đây, củ số của một chiếc xe đi hơn 8 vạn cây. Và đây là vô lăng của chiếc xe đó. Quá đẹp. Xe mới chạy có 8 vạn rưỡi thôi. Đó, tất cả khung nguyên bản. Cửa sổ trời. Trần bọc ni lông. Đây là màn hình Android. Nội thất bên trong của chiếc xe. Hệ thống âm thanh giải trí là loa Bose, một trong những thương hiệu loa khá nổi tiếng cho chất âm vô cùng trầm ấm. Đó, hàng ghế thứ hai này có thể ngồi được 3 người lớn và 4 người vừa, khá rộng rãi. Giá loanh quanh có hơn 500 triệu thôi. Rất đẹp. Bánh dự phòng, hộp kích lốp. Xe cam kết 100% không tai nạn, không ngập nước. Kể cả đời sau, xe phải đẹp, phải cứng thì bên em mới mua. Và nếu như quý anh chị có những chiếc xe mình đang đi còn đẹp, còn tốt thì vui lòng. Nếu không có nhu cầu sử dụng nữa, vui lòng gọi cho em vào số 0978 607 555, hoặc số 0941 337 888. Bên salon em sẽ thu mua với giá cao nhất thị trường. Đó, chiếc Mazda CX-5 này phiên bản 2.0, sản xuất 2014, bên em đang chào bán với mức giá là 562 triệu. Xe còn rất đẹp, đã chạy 8.5 vạn. Một chiếc xe màu đỏ pha lê nhé. Màu này là màu đỏ pha lê luôn. Khoang động cơ còn rất mới. Em tóm tắt nhanh một lần nữa thông tin của chiếc xe này. Đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0, sản xuất 2014, tình trạng xe đã đi được 8.5 vạn. Hiện tại đang mức giá chào bán tại salon em là 562 triệu. Chiếc xe này màu đỏ pha lê, nội thất màu đen rất đẹp. Quý vị, quý anh chị yêu thích mẫu xe này, vui lòng liên hệ cho em vào số 0978 607 555, hoặc số cá nhân của em là 0941 337 888.
xem xe, kiểm tra xe trực tiếp tại địa chỉ của Salon Luxury Cải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.